cái mắt hai bên đó, và sống mũi và có luôn bộ râu. À, khi mà chúng ta đây nhìn kỹ nha vị ơi, rất là nhiều bà con muốn nhờ Tướng Dũng quay gần lại để cho cô bà con xem rõ. Đó. Đó, vị thấy nha, Nam Mô A Di Đà Phật, dạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Đây. Rồi, chúng ta tiếp tục sẽ đi ra phía sau. Phía sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đà Phật. Tướng Dũng thân ái kính chào tất cả quý vị. Kính chúc cho quý vị có một buổi chiều ngày 13 tháng Giêng năm Nhâm Dần, thân tâm thường an lạc và sức khỏe được dồi dào. Và hiện nay Tướng Dũng đang có mặt tại nơi dinh ông Thẻ phương Nam để đến đây trước là tham quan ông Thẻ và sau thăm cô Tư An Giang và quay nơi cây cầu đang làm cho quý vị xem. Thì hiện nay các cô chú anh chị đã bắt một cái nhịp cầu đã nối liền rồi quý vị. Thì hiện nay đang còn ráp thêm những cái phần bê tông và lan can của cầu nữa là sẽ hoàn tất cây cầu để cho quý bà con cô bác của chúng ta đến tham quan ông Thẻ thì sẽ chạy xe lớn trực tiếp qua bên bờ kinh để đến với ông Thẻ luôn, chứ không còn đậu xe ở bên đường bên đây cũng như là đi qua cây cầu nhỏ nữa vị. Đó, cây cầu cũng đã sắp sửa hoàn thiện rồi nha. Các chú đang túc trực để mà làm xuyên suốt nữa vị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ theo chân của Dũng vào ông Thẻ Nam Phương để gặp cô Tư An Giang nhé. Xin kính mời tất cả quý vị. Dạ chào chú Tư. Dạ. Dạ hôm nay chú Tư khỏe không chú Tư? Khỏe. Dạ cái cầu mình hôm nay làm hoàn thiện được khoảng bao nhiêu phần trăm mà chú? 90%. Dạ 90% ha. Dạ. Dạ khoảng bao lâu nữa là bà con mình có thể qua lại cái cầu này được chú? Khoảng 2 tuần nữa. 2 tuần nữa. Dạ thợ làm đông không chú? Cũng thợ mà của đầu tư đây thì gỡ 5-6 người vậy hả? Dạ vậy hả? Dạ, dạ cảm ơn chú Tư nha. Còn bà con phụ tiếp hàng ngày thì dạ. vô số định. Dạ bà con tiếp hàng ngày là vô số định ha. À. Quá xá đông hả chú hả? Bữa vậy bữa khác. Dạ. Mấy ngày đổ thì nhiều. Dạ mấy ngày đổ thì nhiều. Mấy đổ dạ. Đà rồi đổ mâm. Dạ. Dạ bà con đồng đạo mình cũng chung tay tiếp hả chú ha? Dạ dạ cũng bình thường này thì phe trong đội mừng cầu. Dạ dạ cảm ơn chú nha. Dạ, rồi dạ. Con sẽ vào bên dạ, trong. Cảm ơn chú nhiều. Dạ dạ. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đi qua một cây cầu sắt tạm để mà bắt qua bên ông Thẻ nè vị. Rồi nơi đây là con kinh này gọi là con kinh kinh Cà Na chú. Dạ con kinh Cà Na nha vị. Của xã Lương An Trà, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang nha. Chúng ta đi hướng này là thẳng về nơi chợ cầu Lò Gạch, gọi là cầu Dược của xã Lương An Trà nha quý vị. Đó, khoảng 2 cây số là sẽ vô tới dinh ông Thẻ. Hôm nay bà con giếng chắc cũng đông à. Dạ. Yeah. Rồi, quá xá đông rồi quý vị ơi. Đây. Đây dinh ông Thẻ Nam Phương. Dạ. Yeah. Chào sư huynh. Dạ đây. Rồi, đây là chiếc cổng nè vị. Dinh ông Thẻ Nam Phương, xã Lương An Trà, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang nha. Đó. Rồi chúng ta sẽ vào bên trong ông Thẻ. Hôm nay Tướng Dũng sẽ quay cận cái ông Thẻ bởi vì bà con kêu quay gần lại để cho bà con xem thấy cái khuôn mặt ở trên quan Thẻ vị. Dạ chào các cô chú. Dạ, chào. Dạ. Đây, quá xá đông rồi vậy ơi. Đây. Dạ. Đây hôm nay có rất là nhiều bà con nha quý vị. Dạ. Rồi, chúng ta sẽ đi vào bên trong con Thẻ nha. Rồi, bà con đến thăm viếng cũng rất là đông. Đó. Rồi, giờ Tướng Dũng sẽ đi trực tiếp vào bên trong để quay gần ông Thẻ cho quý bà con cô bác ở xa gần xem chúng ta có hữu duyên để mà nhìn thấy một cái khuôn mặt ở trên ông Thẻ hay không nhé, bởi vì bà con cũng tò mò và quan tâm về vấn đề này, cũng rất là nhiều bà con cũng đang chụp hình đó vị. Dạ rồi. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ đi vào bên trong nha để Tướng Dũng quay cận lại những cái câu liễn để đọc cho bà con mình xem luôn.
Đây là cầu điển bên phía tay trái, chúng ta đi vào thì sẽ có những cái câu văn như sau: Sửu quẻ diệt vẻ này gieo động, đại quốc gia vạn vọng cửu trùng, thời hưng thới anh hùng lai chiếm, kháng bát quái đòi ly tầm kiếm, nhìn lưỡng nghi tứ tượng xem tường, thấy châu vương về phục nghiệp đường, đời hậu hớn can cường chi mạo, vọng hoàng ăn huế vạn tuế vạn vạn tuế. Vâng, và tiếp theo sau đây là bên phía tay phải, từ chúng ta nhìn vào ngôi chính điện thì sẽ có những câu thơ như sau: Ngăn tiền lộ mọc bài ông thẻ, trắng tứ phương đủ lẻ muôn binh, trời giúp đường hai chữ Khương Ninh, Phật độ chí muôn binh trợ lực, vọng tiền giảng độ người trung trực, hậu giảng binh trợ lực trào ca, chúc Nam Kỳ hưởng thọ quốc gia, Nguyệt Thiên Tử trào ca vững đặc. Thì mình sẽ quay gần ông thẻ cho vị xem nha. Đây, chúng ta đứng ngay chính giữa chính điện của ông thẻ vị, thì chúng ta sẽ nhìn rõ vào ông thẻ hiện nay. Ngoài sẽ thấy rõ, đây chúng ta sẽ nhìn kỹ nha vị, thì chúng ta cũng quay gần vị xem để cho quý vị xem thấy rõ một cái khuôn mặt đã được ẩn hiện trên quan thẻ nha vị. Đây chúng ta nhìn thấy là hai cái mắt hai bên, và sống mũi, và có luôn bộ râu. Khi mà chúng ta đây nhìn kỹ nha vị ơi, rất là nhiều bà con muốn nhờ Tướng Dũng quay gần lại để cho bà con xem rõ. Vị thấy nha, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Đây. Rồi, chúng ta tiếp tục sẽ đi ra phía sau, phía sau quan thẻ để cho quý vị xem. Hôm nay có các huynh đệ cũng ở nhiều nơi đến. Dạ. Bữa nay đúng không phải có gì gặp trong mắt. Dạ, dạ. Dạ chị. Dạ. Rồi, chúng ta cũng sẽ đi ra phía sau, cũng có những cái câu thơ rất là hay nha quý vị. Đây, phía sau của ông thẻ. Đây là hình của Đức Phật Thầy Tây An khi mà trao các quan thẻ để trao cho Đức Cố Quản Trần Văn Thành để đi trận yếm ở vùng Thất Sơn, đặc biệt là vùng của Bảy Núi. Đây là thầy bèn kêu Đức Cố Quản dặn rành: sao chú phải cấm danh bốn thẻ, ta dặn chú làm cho đủ lẽ, ai gian tà có thẻ đó ngăn, người hiền lương kẻ dữ có ngày, âm binh sẽ đón ngăn lừa lọc, làm thẻ ấy làm bằng cổ mộc, khi cậm rồi chú đọc tâm kinh thì tự nhiên thầy thánh ngó nhìn và sẽ có âm binh chắn dự. Ê, những câu hay, những câu hơi thơ rất là hay nha vị. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Đà Phật. Dạ, kính thưa quý vị và kính thưa cô Tư. Ngày hôm nay con trở lại nơi dinh ông thẻ phương Nam để trước là thăm viếng cô Tư, và sau cũng mang theo những cái phần tình tài của các mạnh thường quân đã trợ duyên với cô Tư, để sắp tới đây cô Tư sẽ xây dựng nơi dinh lớn, trong đó thờ thứ nhất là ngôi Tam Bảo, thứ hai là Cửu Quyền, và thứ ba là thờ Trăm Quan, và những nơi gian bếp ăn và nơi giữ xe, và đặc biệt là thờ ông cố bà cố ra cô Tư. Dạ, thì sắp tới đây như cô Tư đã trình bày với quý bà con cô bác là kinh phí, tại vì cái nền rất là rộng, vì đất là khoảng hơn 3 công đất của cô Tư, rồi phải đổ nền lên, rồi làm một cái nền rộng lớn để xe luôn, là kinh phí thì nghe cô Tư nói là trên dưới cũng khoảng 4-5 tỷ. Và thì hôm nay con tiếp tục mang những cái phần tịnh tài này của các mạnh thường quân trợ duyên với cô Tư, là 58.700.000 của các anh chị em mạnh thường quân đã Tướng Dũng đã cập nhật là nhận được những cái phần tịnh tài này. Thì tuy nhiên còn những các anh chị ở xa và ở gần cũng có nói sẽ chuyển khoản và trợ duyên với bên ban, thì Tướng Dũng sẽ cập nhật vào những video sau. Thưa, hôm nay con nhận được tịnh tài của các anh chị như sau. Thứ nhất là gia đình của chị Huệ Linh Trần và anh Trương cùng với ba cháu nhỏ ở trong gia đình là 10 triệu đồng.
Thứ hai là anh Hoàng Đức Hiệp 3 triệu. Thứ tư là chị Thủy ở Sài Gòn 5 triệu. Thứ năm là anh Lê Văn Đức 1 triệu. Thứ sáu anh Nguyễn Thanh Hải chuyển khoản ngày 10 tháng 2 3 triệu đồng, ghi nội dung là trợ duyên Vinh Thông Thẻ. Thứ sáu là một mạnh thường quân chuyển khoản vào ngày 9 tháng 2 không ghi tên, ghi là xin gửi phụ xây ông thẻ 500.000. Thứ bảy là anh Phạm Văn Hồ Quế 1 triệu. Thứ tám là chị Trương Thúy 2.200.000. Thứ chín là Zalo của Phương Anh gửi dùm cô Tư ở Hóc Môn là 4 triệu. Thứ 10 là cô Tuyết Mai ở thành phố Hồ Chí Minh 10 triệu. 11 là chị Đinh Thị Thanh Huyền 1 triệu. 12 là chị Thảo ở Sài Gòn 1 triệu. 13 là anh Ngô Văn Hải 10 triệu đồng. 14 là chị Hiền 1 triệu cộng với chị Hạnh 2 triệu nữa là phần của hai chị là 3 triệu. 15 là chị Mai Lan 1 triệu. 16 là Zalo của anh Nguyễn Thành Phương 500.000. 17 là anh Lê Chánh Chí 5 triệu. 18 là anh Trịnh Công Hoàng 1 triệu. Và 19 là anh Nguyễn Văn Huy ở Cà Mau 1 triệu đồng. Thì tổng danh sách của 19 gia đình anh chị em mạnh thường quân trợ duyên với bên ban để sắp sửa khởi công xây dựng nơi dinh lớn vào ngày mấy cô ba cô Tư? À, hết tháng giêng. Hết tháng giêng là bắt đầu sẽ khởi công quý vị. Thì số tiền hôm nay thì Dũng xin trao cho cô là 58.700.000 của các anh chị em mạnh thường quân. Dạ, xin kính trao cho cô. Thì đại diện cho ban tổ chức xây dựng dinh ông thẻ Nam Phương thì cô Tư có nhận từ Tiến Dũng cái số tiền mới vừa nêu trên. Dạ. Thì Tư sẽ cảm ơn tất cả các anh em đồng đạo xa gần trong nước và ngoài nước đã ủng hộ Tư, các anh em để mà xây dựng cái dinh tiếp tục cho hoàn chỉnh. Và lời cuối cùng là chúc tất cả các mạnh thường quân, anh em đồng đạo xa gần thân tâm thường an lạc và đạo thành viên mãn. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Kính thưa quý vị, và tiếp theo những cái phần xây dựng và khởi công là đầu tháng 2 còn rất là nhiều kinh phí, thì cũng rất mong tất cả bà con xa gần trợ duyên tiếp cho cô Tư An Giang và các cô chú anh chị ở trong ban được xây dựng sẽ được hoàn thiện sắp tới, là còn kinh phí rất là nhiều, thì cũng mong quý vị hỗ trợ tiếp tục. Và giờ đây Tiến Dũng và cô Tư xin hồi hướng cái công đức phước báo này về cho tất cả của quyền thác tổ của quý vị được siêu thăng tịnh độ, cha mẹ hiện tiền được tăng long tuổi thọ, cha mẹ quá khứ trực giảng Tây Phương, và xin hồi hướng công đức phước báo này về cho tất cả chúng sanh ở nơi ba cõi sáu đường đều trọn thành Phật đạo. Và giờ đây xin lễ phép kính chào. Nam Mô A Di Đà Phật. Tất ai biết đó, chỉ có bạn bè của Mười thời đó mới biết thôi. Và bạn bè Mười có nói lại với con cháu của người bạn bè đó biết, nhưng mà cũng có nhiều anh em khi ông Mười thỉnh ông về ngoài kia thì cũng có tới, nhưng mà không có duyên để mà làm việc này. Thì đến năm 1987 thì ông Mười lại xếp cái căn nhà lá đó lại và cho cây cối cho trường học Lương An Tràng, và ông lại thỉnh ông tiếp tục đưa về ngôi của huyện Đức Tổ của nhà Hậu Phạm, bỏ cái cầu vượt của lò gạch Lương An Tràng này, đến một cầu vượt thứ hai theo hướng đường Gia Tri Tôn, thì nơi đó có một cái phủ của nhà Hậu Phạm. Thì vừa rồi tôi cùng tất cả anh em đồng đạo trở về đã sửa chữa xong. Và khi ông Mười thỉnh ông về đó thì ông Mười thờ kính đáo chứ không thượng thời như mình lúc bây giờ. Thì cho tới năm 2000 thì ông Mười lại bảo vệ. Và trước phút lâm chung, ông Mười có kêu người con duy nhất của mình lại để căn dặn như thế này: nhà mình có giữ một cái của vật quý báu, con ráng giữ, đừng cho ai biết, biết nhiều sẽ mang họa, và chờ đợi cái người ở xa người ta trở về. Nói cụ thể hơn là tín đồ Phật giáo của ông Tư trở về lại. Thì hôm nay mình cũng là tín đồ của thầy để trở về làm cái việc này. Thì nhân viên của Tư ở căn nhà này là 21 năm. Hồi lúc trước Tư có ruộng ở trong Giáp Ranh với Kiên Giang, cứ mỗi lần đi vô và mỗi lần về thì đều ghé nhà thứ tám. Nhà thứ tám có một cái quán nước nhỏ, thì không biết sao cứ đi là tới đó là khát nước và ruộng về cũng như vậy. Hai gia đình biết nhau khoảng thời gian rất là dài. Lúc đó Tư có nói với chú tám: chị thì biết chú với thím, nhưng mà chú thím thì không có biết chị, cho nên chị đưa cái chứng minh thư của chị cho chú tám giữ,
để rồi có thỉnh thoảng có đi ngang nhà tư hay đi Long Xuyên đó thì ghé nhà tư nghỉ để chị em biết với nhau. Vô tình cái chứng minh thư này lại là cái mật mã khi ông Mười bệnh nặng qua đời có dặn lại chú mẹ sau này có ai ở xa đưa cái chứng minh thư cho con giữ mà người này trở về tìm mẹ thì đó là người thật. Thì vô tình cái mật mã này để có cái nhân viên và tư nào rơi vào cái trường hợp này thì thứ tám giữ một thời gian thì cũng những năm gần đây cách 3-4 năm thì có hai anh ghé lại cái phủ đó và nói với chú tám là hồi tối tôi được bề trên đạp đầm cho tôi về gặp anh để thỉnh hôn thẻ đem về chỗ khác hợp. Thì chú tám có trả lời rằng ở trên đạp đầm cho ông chứ không phải đạp đầm cho tôi, cho nên tôi không biết chuyện này và tôi cũng không có điện thẻ. Mặc dù chú Tám nói vậy nhưng mà trong thâm tâm vẫn lo lắng, tức là mời chị Tư với anh Tư để cùng bàn. Em thì vợ mất rồi và con cũng hay bệnh, em đi nuôi con ngoài thôi thì việc này cũng nhiều người biết quá, bây giờ anh với chị thỉnh hôn quá để mà làm lễ thỉnh ông về nhà cắt nghỉ một thời gian. Cho nên tất cả anh em đồng đạo sau khi xem cái clip vào 19 tháng 12 năm Tân Sửu vừa rồi để ăn vị ông, cái đoàn xe đi thỉnh ông là bắt đầu ra từ nhà tư của thỉnh ông đem về ở đây. Đó là lý do để mà thấy ông là từ nhà của tư là được tư cất giữ. Thì nhiều lần tư có bàn với chú Tám, thôi bây giờ từ khi ông Mười phát hiện tới bây giờ là 40 mấy năm rồi, cũng đủ để mà mình chạy ông rồi, thôi giờ mình thượng ông. Thì chú Tám cũng chưa có đồng ý. Lúc trước thì chú Tám vẫn giữ và mình nói gặp mình là bảo lộ lâu rồi mà sao bây giờ lại là ông cứ giữ hoài. Nhưng mà tới khi tư giữ ông đó, thì vẫn như là chú Tám vậy, thì đồng đạo cũng không biết và giữ chính cái chuyện này. Cho tới khi mà thiên thời địa lợi nhân hòa thì hai chị em cùng nhau cái bàn đã dịp thượng thẻ. Khi mà chị biết đó, khi mà nằm mộng thấy là tới năm Sửu dinh ông xuất hiện thì chị cái câu này rất là ngạc nhiên. Và chỉ còn trọn vẹn có 2 tháng rưỡi nữa thôi là hết được cái năm Sửu, thì làm sao mình xin phép là thượng ông cho kịp, chưa xem cách gì hết. Thì bây giờ mình cứ tin tưởng vào trời Phật mà hai chị em cùng bàn. Trước nhất là mình phải đi với cùng với chính quyền, mình trình với chính quyền coi mọi việc nó xem sao. Thì quả thật là bề trên đã giao hộ cho mình đi tới các cấp chính quyền như bảo tồn bảo tàng hay là cấp huyện cấp xã đều gật đầu với mình và cho phép mình xây dựng dinh. Thì cho nên cái cổng mình mới để là dinh ông thẻ Nam Phương, mà ở đây sao không để 1, 2, 3 mà để dinh ông thẻ Nam Phương. Thì lần này tôi trở về xây dựng tư nguyện với Hồng Hạnh tâm thảo về bề trên gia hộ cho tư làm cách nào cho đúng để thượng thờ, thì không phải là vị Phật hay Bồ Tát từ trên trời rơi xuống xuất hiện để dạy cho mình, mà tâm trí lúc này của tư mình mới được mở và khai trí. Tất cả những bài thơ của ông Ba trong Kim Cổ Kiều Quang của ông Ba Nguyễn Minh Thới nó in sâu vào cái tâm trí của tư. Thì tư thấy trong giảng Chi Lai Cổ Tích có để câu là cắm 4 thẻ trong tay Nam Bắc, không nói 1, 2, 3. Và trong ông Ba cũng có nói ngăn tiền lộ 1 bài âm thẻ, tránh tứ phương đủ lễ môn binh. Thì ông Ba vẫn nói tứ phương, kháng bắc quý, kháng bắc quái đòi ly tầm tím, cung đòi và cung ly, tức là Tây Nam. Nhìn lưỡng nghi tứ tượng xem tường, thì tư lại tìm kiếm và suy nghĩ ra làm một cái bắc quái trên đầu của bàn thờ ông thẻ. Thấy Châu Dương về phục nghiệp đường, Châu Dương là ai? Là Tây Bắc Hồ. Như vậy thì bây giờ tư suy nghĩ và nhận xét rằng lần này ông Ba về phù hộ độ cho tư để làm như vậy. Cho nên tất cả các dinh khác đều có hướng Tây, hướng Trong và hướng Bắc. Bây giờ mình còn lại là hướng Tây Nam. Như vậy lý do từ chỗ đó tư làm cái bản cổng của mình là dinh ông thẻ Nam Phương chứ không có 1, 2, 3. Và 4 câu liễn nằm ở phía trước cổng là do cụ Huyền Thất Tổ của nhà họ Phạm để lại cách đây cũng 50-60 năm. Và nội dung cũng ca ngợi Đức Cứu Quản khi mà cầm thẻ. Thì lần đầu tiên thì tư đã bắt tay vào việc xây dựng cái ngôi thờ thẻ.
và cái cổng, cái hàng rào, tổng kinh phí là 2.3 tỷ. Trong lúc xây dựng gặp rất nhiều khó khăn trong vận chuyển gạch đá qua bên bờ bên đây, thì Tư có xin với chính quyền để làm một cây cầu. Và cái cầu đó cũng mới vừa đổi tên là từ kinh đào chuyển qua kinh mới. Thì nó giao thời giữa lúc đổi tên, cho nên là cái cầu mình cũng vẫn mang là con kinh đào và mở ngoặt con kinh mới. Thì sau khi mà cái cầu này được cắt xong trong tháng Giêng, thì đầu tháng 2 Tư sẽ cùng với tất cả anh em trong ban tổ chức và các anh em đồng đạo, các mạnh thường quân xa gần để tiếp tục xây dựng cái dinh ở phía sau. Đất của mình là từ bề trái sang bề phải là 35 m và chiều sâu là 100 m. Đất này 3,5 công do chú Tám Miện thị cúng hiến cho mình chứ không có bỏ tiền ra mua. Và lần thứ hai mình xây dựng cái dinh là bề ngang 12 m, chiều dài là 30 m, gồm có ngôi thờ Cụ Huyền, Tam Bảo, Ông Cố, Bà Cố và Trăm Quan. Và tất cả các kho bãi, nhà ăn, nhà để xe, nhà chủ nghỉ cho các anh em đồng đạo ở xa khi về kính viếng không có chỗ ngủ. Và kho, rồi nhà bếp, rồi toilet, nhà vệ sinh, vân vân. Thì tổng kinh phí mình dự định cho lần xây dựng sinh sau là ở 5 tỷ. Thì qua đây, tất cả anh em đã tới viếng ở đây rồi, thì anh em mình cũng chung tay với Tư góp sức lại về tinh thần và cắt để cùng với nhau xây dựng. Đây là một cái di tích của Đức Cố Quảng, dân lệnh Đức Phật Thầy đi cấm bốn thẻ. Vì lúc giờ thượng thẻ là một việc rất có lợi ích cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Việt Nam từ tốn, thượng thẻ làm đầu, giải yếm gỡ bông, gương thâu phát quái, trấn giữ nước Nam để lập đời ngôn thuận. Chính vì lẽ này mà tất cả anh em phải cùng chung tay chung sức với Tư để xây dựng một cái dinh ông thẻ Nam Phương cho hoàn chỉnh. Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy Tư, hôm nay thì cũng nhân vào cái ngày 13 tháng Giêng năm Nhâm Dần, thì chỉ còn có 2 ngày nữa là đến cái ngày lễ rằm Thượng Quân. Thì mỗi một năm của chúng ta có 3 cái ngày lớn ở trong năm. Thứ nhất, tháng Giêng là cái ngày lễ Thượng Quân, và tháng 7 là cái ngày Tổ Tứ, là cái ngày cung họ đi xá tội cho dân nhân. Và cái thứ ba nữa là cái ngày lễ tháng 10 là cái ngày lễ Hạ Quân. Cái này dù người tín đồ Phật giáo và hàm đại gia cư sĩ của bác chúng ta cũng có thể đến chùa dân qua lễ Phật để cầu nguyện cho quốc thầy dân an với thượng giáo hòa, để cầu nguyện cho nhà nhà được an cư lạc nghiệp, nhất là cử nguyện thực tổ tín đồ siêu sanh và phù hộ tại đường tăng long phục thọ. Thì hôm nay chúng tôi cũng là tín đồ của Phật giáo hòa hảo, tiện dịp hôm nay đã dùng sân bãi núi, và vừa qua hồi sáng này chúng tôi đã nhận cái ông thẻ trung ương. Sau khi biết được lời của Chi Tư giới thiệu và những cái clip của tất cả các anh em trong YouTube đưa lên, hôm nay chúng tôi đến đây thì sau khi nghe qua Chi Tư kể lại cái nguồn gốc của ông thẻ Nam Phương, thì thật ra đó Đức Phật Thầy Gia An ngày xưa xây được Cứu Quảng Trần Quảng Thành cấp 4 gốc, cũng cho biết là số 1, 2, số 3, số 4 khi hết. Thì đúng như lời của chị Tư đã cho biết, bởi vì minh tính khả dĩ sát hình, còn giảng cổ khả dĩ tri kim. Gương biến là để soi hình, còn chuyện xưa là để cho mình xét mang. Nhưng xét qua đó, Đức Thầy Tây An, ngài khởi đời mở đạo vào năm 1849, đến năm 1856 thì ngài đã diêm tịch. Và trải qua trong 4 tiền kiếp nữa, tức là đến thời kỳ Đức Phật Trùng, rồi tới Đức Bổn Sư, rồi tới Sư Giải Bán Khai, và sau cùng là tới Đức Huỳnh Giáo Chủ. Thế nên hôm nay đó, chúng tôi cũng chưa có xác định, hãy còn chờ Bộ Văn Hóa và tất cả những anh em coi như cái bức tiền bối trong cái hệ phái của Sơn Kỳ Hương, để sau này xác định của bác chúng ta đúng với cái lời dạy của Đức Huỳnh Giáo Chủ trong cái điều 587. Tức là đứng trước một việc chi vì sự đời thì đạo đức, chúng ta phải suy xét đâu đó cho nó minh lý rồi sẽ khăn hết việc ấy. Hôm nay chúng tôi đến đây cũng lấy cái lòng kính trọng chị Tư qua cái lời kể, và sau đó chúng tôi cũng đứng tại dinh ban thẻ Nam Phương để làm lễ cầu nguyện cho quốc thới dân an, người thượng giáo hòa siêu duyên thới, và tin tưởng chắc rằng đây là sự thật.
Bởi vì chúng tôi thấy đó, cái hình thức của cái ông thẻ đó rất là giống trong cái lời nguyện ký của Đức Phật Thầy Đại An để lại ngày xưa cho Đức Phật Quảng Trần Văn Thành để cầm bốn thẻ ở bốn góc của bác chị em. Vậy mà chúng tôi sẽ ghi nhận đây là những cái lời kể của chị Tư, và sau đó chúng tôi sẽ nghiên cứu và trong thời gian tới đây để được Bộ Văn hóa cũng như nhà nước để xác nhận cái dinh quan thẻ này. Một lần nữa chúng tôi xin kính nguyện cầu cho tất cả các anh chị em sau khi hay được nguồn tin trở về đây để viếng thăm cái dinh quan thẻ Nam Phương mà vừa qua chị Tư vừa kể, và cô bác chúng ta có đầy đủ đức tin đối với thầy Phái Vương Sinh Thị Hương, tức là Đức Phật Thầy Đại An ngày xưa đã cả đời và để lại cho môn nhân đệ tử là Đức Phú Quảng Trần Văn Thành đã cắm bốn con thẻ bốn góc lưu lạc mà hôm nay đã tìm gặp được và sắp sửa được Bộ Văn hóa để gửi xác nhận và chứng minh. Thì chúng tôi nghe chú ông Từ Đốt Nhang ở bên Bến cho biết là vừa qua cũng có đài, tức là truyền thanh đến đây để quay lại, thì chúng tôi tin tưởng chắc rằng đó là 70-80% đây là sự thật, và tin tưởng chắc rằng trong thời gian tới đây thì cái dinh quan thẻ Nam Phương này của chúng ta sẽ được rộng rãi và đồng đạo tín đồ của Phật giáo Hòa Hảo, nhất là hệ phái Vương Sinh Thị Hương lưu truyền, sẽ được đến đây để tín ngưỡng, để gửi cầu nguyện trong những cái ngày mà sắp sửa tới đây của cái dinh quan thẻ Nam Phương này. Một lần nữa chúng tôi xin thay mặt cho đoàn tín đồ Phật giáo Hòa Hảo cũng như đi tham quan những thực sơn bảy núi trở về đây để viếng thăm, xin chân thành để cảm ơn chị Tư vừa qua đã kể lại nguồn gốc của ông thẻ Nam Phương. Và xin chân thành để cảm ơn tất cả những anh em làm công quả và góp công góp của để xây dựng hình thành cái di tích lịch sử của Đức Phật tại Đại An để lưu truyền cho đời con cháu mai sau. Xin chúc cho quý vị lúc nào cũng thân tâm thường lạc, sức khỏe dồi dào và tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công viên mãn. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.